Thời gian gần đây dư luận khá quan tâm đến việc hàng hóa nước ngoài xé lẻ đơn hàng dưới 1 triệu đồng để không phải nộp thuế giá trị gia tăng VAT về Việt Nam nhằm bán hàng giá rẻ. Trước vấn đề này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất nhấn mạnh, việc Việt Nam không thu thuế VAT đối với hàng hóa nhỏ lẻ nhập khẩu có giá trị dưới 1 triệu đồng là thực hiện theo cam kết quốc tế tại công ước Tokyo năm 1973 và được cụ thể hóa tại quyết định số 78 năm 2010 đồng thời cho hay chính phủ sẽ bãi bỏ quyết định 78 về việc miễn thuế VAT với hàng giá trị dưới 1 triệu đồng nhập qua các sàn thương mại điện tử. Theo Phó Thủ tướng, hiện nay các quốc gia khác tham gia cam kết quốc tế tại Công ước Tokyo đã bỏ quy định này, như EU đã xóa bỏ không tính thuế đối với giá trị hàng hóa dưới 22 đô la Mỹ. Singapore cũng bắt đầu bỏ quy định miễn thuế với hàng giá trị nhỏ từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Với Thái Lan, cũng thu thuế VAT 7% với tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu. Vì vậy, về phía chính phủ sẽ bãi bỏ quyết định 78 và đã đưa vào dự luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Quy định đối với hàng hóa giá trị nhỏ đều phải nộp thuế. Điều này sẽ làm tăng số thu về thuế VAT từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử với hàng hóa. Trước đó, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất cũng đã trình Quốc hội dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực tài chính trong đó luật quản lý thuế chính phủ đề nghị bổ sung quy định các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán có trách nhiệm khấu trừ kê khai nộp thuế thay cho hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nhà cung cấp ở nước ngoài khi thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác tại việt nam không phân biệt có hay không có cơ sở thường trú tại việt nam đều phải kê khai nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế